Xin kính chào quý vị khán giả yêu bóng chuyền. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin nóng hổi, đầy kịch tính về bóng chuyền trên kênh của chúng tôi. Mở đầu chương trình hôm nay là một thông tin đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng người hâm mộ. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong suốt 2 năm qua. Sự thăng hoa và quyết tâm của các cô gái đã khiến cả làng bóng chuyền châu Á phải trầm trồ và đặt nhiều kỳ vọng cho tương lai. Tiếp theo, chúng ta đến với một thông tin đang làm dậy sóng dư luận khi huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, với tầm nhìn chiến lược của mình, đã ra quyết định gây tranh cãi. Ông quyết định thực hiện thay đổi đầy bất ngờ khi đưa Hoa Khôi của đội tuyển và một tài năng trẻ sáng giá vào đội hình chính. Quyết định này ngay lập tức đã làm dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ các cổ động viên. Họ đã không ngại bày tỏ sự bức xúc và lo lắng trước những thay đổi này. Liệu đây có phải là bước đi táo bạo cần thiết để đưa đội tuyển đến với những thành công mới, hay là một bước đi đầy rủi ro? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi và theo dõi. Và cuối cùng, vận động viên Nguyễn Thu Hoài, cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ, đã bày tỏ một niềm hy vọng đầy tâm huyết. Cô mong muốn bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có thêm sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ. Đây không chỉ là mong mỏi của riêng Thu Hoài, mà còn là nỗi trăn trở chung của các nhà quản lý bóng chuyền Việt Nam. Sự đồng hành này được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển vượt qua những thách thức. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thông tin đầu tiên, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiến bộ vượt bậc trong 2 năm qua. Mới đây, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa khép lại giải Đông Nam Á CV League 2024 với ngôi Á quân ở cả hai chặng đấu, chặng 1 và chặng 2. Dù vẫn còn nhiều tiếc nuối, đặc biệt là ở lượt đi trên sân nhà, song những kết quả này phản ánh đúng trình độ của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt ở thời điểm hiện tại. Bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn còn khoảng cách nhất định so với Thái Lan, nhưng phần nào đó đã có thể chơi sòng phẳng trước đối thủ mạnh nhất khu vực. Nếu nhìn rộng hơn, trong 2 năm qua, bóng chuyền nữ Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc so với chính mình, thông qua các thành tích nổi bật ở đấu trường châu lục và thế giới. Năm 2023, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham gia nhiều giải đấu quốc tế và đạt nhiều danh hiệu, bao gồm ngôi vô địch cúp các câu lạc bộ nữ châu Á, đội bóng mang tên Sport Center 1, huy chương bạc SEA Games 32, vô địch giải châu Á, AVC Challenge Cup, góp mặt ở tứ kết FIVB Challenger Cup, Á quân hai chặng tại CV League, vô địch VTV Cup 2023, hạng 4 giải vô địch châu Á 2023, hạng 4 ASEAN 19 và dự cúp các câu lạc bộ nữ thế giới. Năm 2024 là một năm mà cả đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và người hâm mộ sẽ mãi khắc ghi trong lòng. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và với tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi, Thanh Thúy và các đồng đội đã làm nên lịch sử khi tiếp tục bảo vệ thành công chiếc vô địch AVC Challenge Cup, một lần nữa khẳng định vị thế của mình trên đấu trường châu lục. Nhưng điều kỳ diệu chưa dừng lại ở đó. Tại FIVB Challenger Cup, nơi quy tụ những đội tuyển mạnh mẽ nhất từ khắp nơi trên thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên một cột mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên giành được hạng 3 chung cuộc. Đây không chỉ là một thành tích vượt xa mong đợi mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự tiến bộ vượt bậc của bóng chuyền nữ Việt Nam trên sân chơi thế giới. Sau đó, trong các trận đấu CV League, mặc dù đối mặt với những đối thủ đầy thách thức và áp lực, đội tuyển vẫn kiên cường về nhì ở cả hai trận đấu, khẳng định sức mạnh và sự ổn định của mình trong khu vực. Vào thời điểm tháng 9 năm 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng ở vị trí thứ 44 trên bảng xếp hạng thế giới. Tuy nhiên, chỉ sau một loạt các thành tích ấn tượng từ đầu năm 2024, đội tuyển đã có một cú bứt phá ngoạn mục, vươn lên vị trí thứ 32, vị trí cao nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam từ trước đến nay. Đó là một thành tựu không chỉ làm rạng danh đất nước mà còn mở ra một trang mới đầy hy vọng cho bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, để duy trì vị trí đáng tự hào này, đội tuyển cần tiếp tục giữ vững phong độ, tham gia đều đặn vào các giải đấu chính thức và giao hữu, đảm bảo rằng mỗi trận đấu là một cơ hội để các vận động viên rèn luyện và khẳng định mình. Cuối tháng 8 tới đây, đội quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có dịp thể hiện sức mạnh tại VTV Cup 2024, giải đấu cuối cùng trong năm trước khi các cầu thủ trở về câu lạc bộ chủ quản để chuẩn bị cho lượt về của giải vô địch quốc gia 2024. Ban huấn luyện, với con mắt chiến lược sắc bén, sẽ tiếp tục theo dõi sát sao phong độ của từng vận động viên. Họ sẽ đánh giá một cách tổng quan để chuẩn bị kỹ lưỡng cho những mục tiêu lớn hơn trong năm tới, mà trọng điểm là cuộc cạnh tranh tấm huy chương vàng SEA Games 33 với đối thủ truyền kiếp Thái Lan. Trong những năm trước, khi đối mặt với Thái Lan, Việt Nam thường phải chấp nhận thất bại. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác. Dù thiếu vắng đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy, chúng ta vẫn có những set đấu ấn tượng trước đối thủ mạnh mẽ này. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ với đầy sự tự tin, "Tôi hy vọng, nếu đủ đội hình mạnh nhất,
có sự phục vụ của chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Việt Nam sẵn sàng thi đấu sòng phẳng với Thái Lan tại SEA Games 33, nơi diễn ra trên đất Thái vào năm 2025. Một lần nữa, niềm tin vào một chiến thắng lịch sử trước Thái Lan lại bùng cháy mãnh liệt trong tim mỗi người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Hãy cùng chờ đón những bước tiến tiếp theo của đội tuyển, nơi từng bước đi đều ẩn chứa kỳ vọng và quyết tâm cao nhất của cả một dân tộc. Thông tin tiếp theo, huấn luyện viên Tuấn Kiệt ra quyết định với Hoa Khôi bóng chuyền và một tài năng trẻ sáng giá, các cổ động viên phản ứng dữ dội. Tại các giải vừa qua của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, huấn luyện viên Tuấn Kiệt đã không còn sử dụng Kiều Trinh nhiều như năm 2023 do cô vẫn chưa hồi phục chấn thương vai nên hiệu quả thi đấu giảm sút. Năm 2023 Kiều Trinh chơi rất hay và duy trì phong độ cao trong tất cả các giải đấu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô luôn được huấn luyện viên Tuấn Kiệt xếp đánh chính và thi đấu xuyên suốt hầu hết các trận đấu ở mọi giải đấu. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024 tới nay, ông Tuấn Kiệt ít dùng Kiều Trinh đánh chính và nếu có dùng thì cũng sớm rút cô khỏi sân sau đó. Ông cũng có nhiều trận đấu chỉ để Kiều Trinh đánh dự bị, tung cô vào thay người trong thời gian ngắn rồi lại rút cô ra khỏi sân. Đó là quyết định chính xác vì như đã nói, Kiều Trinh chưa khỏi hẳn chấn thương vai dính phải khi thi đấu ở Thái Lan năm 2023 nên cô không còn duy trì được sức bật và lực đập bóng uy lực như trước. Tuy nhiên, ông Tuấn Kiệt lại thổi bùng lên tranh cãi dữ dội trong cộng đồng bóng chuyền khi sử dụng tài năng trẻ Trà My quá ít từ khi ông triệu tập Trà My vào tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đa số cổ động viên cho rằng huấn luyện viên Tuấn Kiệt cần trao nhiều cơ hội thi đấu hơn nữa cho vận động viên sinh năm 2004 này vì Trà My được coi là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Cô có sở trường chơi đối chuyền và thuận tay trái nên có thể gây đột biến cao với những cú đập mạnh, trái kèo. Ở câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An, Trà My dù mới 20 tuổi nhưng đã đánh chính thường xuyên và trở thành cầu ghi điểm hàng đầu của đội bóng chuyền nữ Long An. Nhưng ở đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Tuấn Kiệt thường xuyên để Trà My dự bị trong toàn bộ thời gian thi đấu của tuyển Việt Nam, kể cả khi chúng ta gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn hẳn thì ông Tuấn Kiệt vẫn rất ít khi tung Trà My vào sân. Nhiều người hâm mộ cho rằng việc quá ít được trao cơ hội thi đấu sẽ ảnh hưởng lớn đến sự trưởng thành về chuyên môn của Trà My và như thế sẽ không tốt cho cô và cho cả tuyển Việt Nam vì chúng ta rất cần có những vận động viên trẻ chất lượng để kế cận các cựu binh luống tuổi và cũng cần có thêm những dòng máu trẻ để tạo sức bật mới cho đội tuyển. Và cuối cùng, vận động viên Thu Hoài hy vọng bóng chuyền nữ Việt Nam có thêm nhà tài trợ. Vận động viên Thu Hoài bày tỏ niềm hy vọng rằng bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sớm nhận được sự quan tâm và tài trợ nhiều hơn từ các doanh nghiệp và nhà tài trợ lớn. Theo cô, việc có thêm nhà tài trợ không chỉ giúp đội tuyển cải thiện điều kiện tập luyện và thi đấu mà còn mở ra cơ hội tham gia nhiều giải đấu quốc tế quan trọng, qua đó nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm thi đấu cho các cầu thủ. Thu Hoài cũng chia sẻ rằng sự đồng hành của các nhà tài trợ sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, từ đó thu hút thêm sự yêu mến và ủng hộ từ người hâm mộ trong và ngoài nước. Cô tin rằng, với sự đầu tư và hỗ trợ hợp lý, bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có thể vươn xa hơn, tạo nên những thành tích ấn tượng và khẳng định vị thế của mình trên đấu trường quốc tế. Cuối cùng, Thu Hoài khẳng định rằng mỗi sự đóng góp của các nhà tài trợ không chỉ là hỗ trợ về mặt tài chính mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp toàn đội vượt qua những thử thách, khó khăn để tiến đến những mục tiêu cao hơn trong tương lai. Cô hy vọng rằng cùng với sự phát triển của đội tuyển, ngày càng có nhiều nhà tài trợ sẽ chung tay, đồng hành cùng bóng chuyền nữ Việt Nam.